Theo hãng tin BBC của Anh, tính cho đến nay đã có ít nhất 57 người thiệt mạng trong cơn bão Ingrid và cơn bão Manuel tại Mexico. Hai cơn bão này cũng khiến 1,2 triệu người trên khắp đất nước Mexico bị ảnh hưởng. Khoảng 40.000 hành khách du lịch đã bị mắc kẹt tại thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng Acapulco, nơi cả đường cao tốc và sân bay đã không thể hoạt động do ảnh hưởng của mưa lũ và sạt lở bùn đất. Giới chức nước này vẫn đang nỗ lực để mở lại giao thông đường bộ và sân bay nhằm đưa hàng cứu trợ gồm thức ăn và nước uống vào thành phố. Các nhà chức trách địa phương cũng cho biết các chuyến bay khẩn cấp cũng được điều đến Acapulco để sơ tán khách du lịch bị mắc kẹt. Trong khi đó, hai hãng hàng không lớn nhất Mexico là Aeroméxico và Interjet đã mở lại những chuyến bay qua Acapulco từ hôm 17 tháng 9, song theo các chuyên gia sẽ phải mất ít nhất một ngày nữa để mở lại các con đường chính dẫn tới khu vực này.